Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đinh Văn Nơi chơi rắn tuyên bố chỉ bỏ tù không phạt hành chính. Quảng Ninh khối kẻ run rẩy. Đại tá Đinh Văn Nơi làm dậy sóng mạng xã hội trong những ngày qua khi ông Tô Lâm đã điều chuyển ông đại tá này từ An Giang ra Quảng Ninh để đánh rất nhiều vụ án khó. Một số người đánh giá để có dũng tướng như ông Nơi thì hiện nay rất hiếm. Đã từ lâu công an làm kinh tế bằng cách bảo kê cho tội phạm nhiều hơn là đi bắt tội phạm. Không biết ông Nơi có làm các đồng nghiệp của ông đã làm bao lâu nay không, nhưng rõ ràng ông đang nổi lên là người đánh án giỏi. Đây là hình ảnh ông Đinh Văn Nơi, tân giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Trước đây, tờ Thời báo .d đã có dẫn ra câu nói rất mạnh miệng của đại tá Đinh Văn Nơi rằng: "Tôi lựa những người nào quen lớn, tôi bắt trước." Tuy nhiên, trước đó, khi mà ông Nơi còn là giám đốc công an tỉnh An Giang, ông đã có câu nói nổi tiếng rằng: "Khi xác định ban chuyên án, giám đốc ra lệnh bắt giữ thì chỉ có ở tù, không xử lý hành chính đâu." Đinh Văn Nơi. Theo đánh giá của một số nhà quan sát, thiếu Đinh Văn Nơi nói là làm, ông không nổ. Nhiệm vụ của ông Nơi đến Quảng Ninh là khá nặng nề. Hiện tại nơi đây có những đầu mối của các vụ án lớn cần ông về khai thác. Tại Quảng Ninh, ngoài vụ án liên quan đến AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thì còn có vụ án liên quan đến cựu chủ tịch thành phố Hạ Long Phạm Hồng Hà. Ông Hà được cho là người đã đi lên từ thời ông Phạm Minh Chính đang làm bí thư tỉnh ở đây. Điều đáng nói là khối tài sản bất minh của ông Phạm Hồng Hà từ đâu mà có là câu hỏi đang được đặt ra trước dư luận cả nước. Thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy, Quảng Ninh được khởi sắc về kinh tế. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông Chính và các tập đoàn kinh tế lớn Việt Nam và các tập đoàn từ Trung Quốc cũng từ đó mà hình thành. Thời ông Chính làm bí thư, không chỉ ông Phạm Hồng Hà giàu lên, IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được ưu ái, mà Sun Group cũng từ đó mà cất cánh. Theo thông tin mà chúng tôi có được, thì việc khai thác ông Phạm Hồng Hà đang bị tạm giam khá khó khăn. Dưới áp lực của Trung ương, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt ông cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Phạm Hồng Hà. Tuy vậy, khi điều tra, đang có dấu hiệu bao che cho ông cựu Chủ tịch thành phố Hạ Long này. Đây là hình ảnh chiến công đầu tiên của ông Đinh Văn Nơi ở Quảng Ninh. Tại Quảng Ninh, rất nhiều vụ án đang chờ ông Đinh Văn Nơi về đây để ra tay giải quyết. Có nhiều vụ án dễ, nhưng cũng có rất nhiều vụ án khó mà làm cho Trung ương phải bó tay. Tài sản của ông Phạm Hồng Hà đã có từ đâu và từ khi nào? Đó là câu hỏi được đặt ra. Trung ương đang rất cần ông Đinh Văn Nơi xác minh đúng nguồn gốc của nó. Còn đó những vấn đề chưa khui ra được thì Trung ương vẫn đợi ông Nơi làm cho đến nơi đến chốn. Và đằng sau những dự án đầu tư ồ ạt tại Quảng Ninh từ thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư, người ta xôn xao nhiều dự án mà doanh nghiệp Quảng Ninh bị gạt ra ngoài là vì sao vậy? Được biết trước đây, thanh tra chính phủ có dự thảo kết luận về việc thanh tra sai phạm trong thời kỳ ông Chính ở Quảng Ninh, nhưng cuối cùng thì phần liên quan đến ông Chính phải bỏ ra khỏi kết luận, tức là khi thanh tra kết luận thanh tra, ông Chính là trưởng ban tổ chức trung ương. Và hiện nay, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính không cho hồ sơ thanh tra này được lật lại vì thanh tra chính phủ đang nằm trong tay ông Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh vụ án cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long Phạm Hồng Hà đang chờ ông Nơi. Nhiệm vụ của ông Nơi là điều tra lại kết luận của công an, không liên quan chỉ đến kết luận của thanh tra chính phủ trước đây. Và từ đó, phe ông Tổng Bí Thư mới có trong tay bằng chứng mới. Vì thế, nhiệm vụ lần này của ông Đinh Văn Nơi là rất nặng nề. Ông Nơi về Quảng Ninh, khối kẻ đang xanh mặt. Nhưng tại Quảng Ninh, ai đứng về phe ông Nơi cũng phải xanh mặt, vì nhiệm vụ của ông Nơi dường như đang đẩy họ vào thế rất dễ bị trả thù nếu dám đào sâu những sai phạm liên quan đến vai trò quản lý của ông Bí Thư tỉnh nhiệm kỳ 2011-2015 Phạm Minh Chính. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vượng Vin bí đường chạy đâu cho thoát. Có thể nói cho đến nay công nghiệp ô tô của Vingroup chỉ là thất bại, chỉ toàn là lỗ chứ không phải là lời. Mặc dù được truyền thông bơm thổi tối đa, nhưng sự thật vẫn là sự thật.
xe kém chất lượng bốc cháy như những thùng xăng. Tuy nhiên người mua thì vẫn cứ mua vì yêu nước, rồi cuối cùng có người phải trả giá đắt bằng chính cả sinh mạng của mình. Đó là những người lái xe đã phải bị hóa than trong chiếc xe VinFast. Hiện nay không có một cá nhân nào dám chỉ trích xe VinFast về tính chất mafia của ông chủ tập đoàn này. Thay vì đó là thái độ cầu tiến, cải thiện sản phẩm để bán ra thị trường thì VinFast lại chọn cách bịt miệng những người lên tiếng. Và cho đến nay, những người mà lỡ mua xe vì lòng yêu nước hão huyền đã nhận ra chân tướng của sự thật. Đây là hình ảnh ông chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Theo dự tính, cuối năm 2022, xe xăng của VinFast mới ngưng sản xuất. Đấy là thất bại nhãn tiền. Tuy nhiên, thực tế thì VinFast đã dừng sản xuất xe xăng ngay giữa năm 2022, lại thấy thất bại tới sớm hơn dự tính rất nhiều. Sự thất bại của VinFast không chỉ vì khó khăn, khó đoán với chất lượng như thế, với dịch vụ hậu mãi như thế thì không thể có thành công được. Muốn thành công thì ít nhất VinFast phải có thái độ với khách hàng như những hãng lớn. Đằng này VinFast lại dùng tiền để đè lên tất cả, bịt miệng tất cả. Trong tình cảnh mảng kinh doanh kiếm lời nhất của Vingroup là bất động sản đang trong thời kỳ ảm đạm, thì việc sản xuất và kinh doanh xe hơi không phát triển thì đấy lại là gánh nặng rất lớn cho cả tập đoàn Vingroup. Ngay tại nước ngoài, VinFast cũng không thể huy động vốn để xây dựng nhà máy tại Mỹ là một thất bại rất lớn. Thêm vào đó, xe hơi điện trong nước vẫn chưa bán được là bao. Vào ngày 12 tháng 9, báo Vietnam Biz có bài viết rằng dừng bán xe xăng gặp khó về linh kiện xe điện khiến doanh số của VinFast giảm tốc. Ta nói lên thực trạng kinh doanh của hãng xe VinFast. Điều đáng nói là VinFast chỉ bán được có 5 chiếc xe VF-E34 trong một tháng. Một con số vô cùng ít ỏi, không đáng kể. Nguyên do được báo chí giải thích là mẫu ô tô điện VF-E34 vẫn gặp khó khăn về nguồn cung linh kiện. Bán được chỉ mỗi 5 chiếc xe thì xem như không bán được vì số lượng quá ít. Báo chí nói là thiếu linh kiện, có thể đây là lý do chính chứ không phải là lý do duy nhất. Đây là hình ảnh thương hiệu xe hơi thất bại. Được biết các hãng xe trên thế giới sản xuất có thiếu linh kiện nhưng lượng xe họ xuất xưởng vẫn không thể quá ít. Các nhà máy của Tesla vẫn còn tìm ra đủ linh kiện để sản xuất cho nhu cầu thị trường, nhưng VinFast thì gần như không có. Vậy thì điều người ta nghi ngờ là VinFast không được nhà cung cấp linh kiện ưu tiên. Bởi khi linh kiện thiếu, nhà cung cấp vẫn ưu tiên cho các khách hàng lớn và lờ đi khách hàng quá nhỏ, nhất là một công ty như VinFast non trẻ. Với tình trạng Mỹ cấm vận chip đối với Trung Quốc thì linh kiện bị thiếu là điều khó tránh khỏi. Mà linh kiện thiếu thì VinFast không thể cạnh tranh được với khách hàng lớn để có mua được linh kiện đầy đủ. Như vậy thì VinFast hiện nay đang ở thế rất bị động. Đồ hàng tỷ đô la mà giờ không chủ động được nguồn cung linh kiện thì xem như ông Vượng đang đánh đu với may rủi vậy. Theo một số chuyên gia phân tích thì hiện nay VinFast đang thất bát về bất động sản, đang lỗ về xe hơi và không chủ động được nguồn cung điện xe điện. Như vậy VinFast có khác nào đang bị dí vào thế bí? Không biết thế bí này được ông Vượng sẽ giải quyết ra sao? Có người thì cho rằng lệnh cấm vận, đặc biệt là cấm xuất cảnh với ông Vượng là có thật. Nếu vậy thì ông Vượng khó chồng khó. Ngoài ra dự án của nhà máy VinFast tại Mỹ không biết khi nào mới khởi công để xây dựng. Mà nếu khởi công và làm được xe thì có ai đảm bảo VinFast không bị Tesla chèn ép, bán chẳng ai mua. Đây là hình ảnh xe điện thiếu linh kiện. Con đường thoát cho ông Phạm Nhật Vượng có vẻ như càng ngày càng hẹp lại. Các tờ báo đã manh nha nói về món nợ khổng lồ của Vingroup. Với việc FEC đang bị mổ xẻ thì không có gì đảm bảo Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng sẽ thoát. Chơi với Cộng sản thì rất nguy hiểm, đặc biệt là khi Cộng sản nhận ra Vingroup không còn giá trị khai thác.